Chào mọi người. Bây giờ đang là 6:45. Thì hôm nay sẽ là ngày mình trở lại đi học. Hamilton Secondary College. Thì bây giờ mình và thằng bạn bạn gì? An à. Thằng bạn An Nguyễn. Thì bây giờ ngày đầu tiên đi học khá là hồi hộp. Khá là run. Thôi. Chuyển cảnh mọi đi học mà. Cái trường của bọn mình thì ở Marion nên là dừng ở Marion. Mà chạm Marion. Và bây giờ mình sẽ đi bộ khoảng 9 phút đến trường. Khá là nhanh thôi. Ok. Đường nó thôi là mình đã đến trường rồi mọi người. Bọn mình đã vào trường nha mọi người. Laptop out. If you don't know your first lesson, log in. Check your timetable. Ok, thì lớp đầu tiên của mình đó chính là lớp Maths. Thì có 3 loại Maths ở Úc. Đó chính là Maths General, Maths Specialist và Maths Methods. Thì mình đã chọn Maths Methods là Maths khó nhất trong 3 loại Maths đó. Thì buổi đầu không có gì nhiều. Bọn mình chỉ xem Google Classroom và một số ứng dụng khác thôi. Và tiếp theo chúng mình học đó chính là lớp Chemistry. Thì môn hóa học bọn mình học với chung với thầy Miller. Các bạn có thể thấy đấy, phòng thí nghiệm vô cùng tiện nghi với đầy đủ các loại vật dụng thí nghiệm. Trang trí bày biện cũng vô cùng đẹp mắt và ngăn nắp nữa. Giống như mấy cục phân tử trên đầu mình nè. Nhìn khá là vui mắt. Ok mọi người, thì mình vừa mới xong tiết hóa học xong. Thì bây giờ mình sẽ ra sân bóng rổ để kết bạn. Đấy, trong trường nó phải có mối quan hệ. Ra có mối quan hệ, tạo mối quan hệ nha mọi người, let's go. Nhìn đi. Đây nó rất là đẹp với mình cả. Thế à? Nó đang với cái view em chịu được không? Đây là ông An mới gặp. Đến rổ. Rồi, được rồi, không được rồi. What's up? What's up? How are you? What's your name? Jet. Jet? What you doing? My name is Kim. Hi Kim. Yeah, so what grade are you in? Seventh grade? Hmm. Which block are you studying? Melbourne. Oh. I think it's Melbourne. This is my first year here. Oh yeah. You gotta show me around. Yeah. You know. Yeah, it's nice to meet you. Hope to see you around too. Yeah. So say hi to Cam. Hey. Yeah, let's go. Ok, thì vừa chơi bóng rổ xong mọi người, mình không biết chơi đẹp đâu. Bây giờ mình sẽ vào lớp Metalwork. Let's go. Thank you. Lớp đẹp vãi. Nếu mà để nói về lớp Metalwork thì thật sự mình phải nói là cháy vãi từ luôn đầu cắt mỏ. Có rất nhiều cỗ máy sử dụng để có thể phục vụ cho việc học kỹ thuật sắt này, hàn, thép và kể có phòng woodwork làm gỗ nữa. Và đó là môn học của mình trong học kỳ 2. Ngày đầu mình được học cắt thép bằng các thiết bị khác nhau, có thể dùng bàn kéo cắt này, học máy cưa đai ngang, sau đó sử dụng các miếng thép đã cắt để mài. Và đây là mình mài nè. Sau đó là hàn. Thầy dạy từng ly từng tí một mọi người ạ. Từ việc cắm nguồn hàn bằng kẹp mắt này, sau đó cắm chai khí qua van điều áp để sử dụng mỏ hàn, kiểm tra xem có miếng dây nào bị lòi ra không để cắt ra khỏi mỏ hàn. Nhớ phải đội mũ nha, để không bị mù mắt. Và đây là mình hàn nè. Đó, ngầu chưa, ngầu chưa.
Ok, thì mình vừa học metalwork xong, giờ mình sẽ học vật lý. Say hi, come on. Vlogging. Lớp physics cũng không phải một ngoại lệ. Thực sự rất là đẹp luôn mọi người. Đầy đủ trang bị, thiết bị để thực hiện các thí nghiệm vật lý. Và mong rằng là trong thời gian tới mình sẽ học được thêm nhiều thí nghiệm vật lý hơn. Và thế là hết lớp số 4 rồi mọi người. Ôi, hết lớp số 4 rồi. Bây giờ sẽ là lunch. Okay. Đâu đàn em đâu? Đàn em đây à? À, nguyên khu Việt luôn. Hello, hello, hello. Kim, 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 kim. Đâu đâu, làm lại thôi, làm lại thôi. Đúng rồi. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto. Cơm tôi mang nhà lên mà. Tự nấu luôn. Không học phút giờ học cho tí. Tức là anh học anh nấu ăn tầm khoảng 4 năm mà. Không được anh đi làm nhà hàng. Thì hôm nay mình đang trong tiết thứ 5 mọi người. Đang trong tiết tự học đấy. Thứ 6 bạn ơi. Bên cạnh mình là anh em Việt Nam và một anh Cambodia. Say hello bro. Hello. Hello. Đó, thì đơn giản thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ ngồi làm bài và để tí nữa vào tiết cuối health xong bắt đầu đi về. Do you know him? Yes. Johnny Depp. No. Johnny Depp, King of Blink, King of Blink. No, Snoop Dogg bro. Ok, xin chào mọi người, mình là Johnny Dang, King of Bling. Hôm nay mình đang ở với anh Khoa Bún. Khoa Bún. Khoa Bún. Hello, xin chào. Sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Xin chào mọi người. Handsome, handsome. Handsome, handsome, handsome. Giờ sẽ là tiết cuối, last class of the day, right? Hey, Kim? Bro, bro, bro. Yes, yes, bro. Okay, let's go. Lớp cuối mọi người ơi, lớp cuối. For example, many new mothers experience hallucination. Okay, và thế là hết ngày mọi người ơi. Chúng mình đã xong hết tiết cuối, tiết 6 và bây giờ đang cất máy tính để đi về. Say hi to camera, boy. Hey yo. Say hi to camera. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, một subscribe cho mình để mình có thêm nhiều content hay ra nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Peace.